Xin chào các bạn, mình là Hoàng My, giáo viên của The IELTS Workshop và mình đã quay trở lại với các bạn rồi đây. Ở số trước thì mình và giáo viên Hoàng Anh đã cùng nhau trả lời các câu hỏi trong phần Speaking Part 1, chủ đề Plans and Goals. Và hôm nay mình sẽ quay trở lại với một chủ đề vừa lạ, vừa quen, đó chính là chủ đề thời tiết, weather. Và hãy cùng xem chúng ta sẽ xử lý chủ đề này như thế nào nhé. Và với chủ đề weather thì thường sẽ có 3 câu hỏi được hỏi phổ biến bởi giám khảo đối với các thí sinh trong phần thi IELTS Speaking. Đó chính là: What is the weather like where you live? Does the weather affect what you do? And what's your favorite season? Rồi, chúng ta hãy cùng chiến nhé. Câu hỏi số 1: What's the weather like where you live? Với câu hỏi này, giám khảo đang muốn hỏi mình về thời tiết mà nơi mình đang sinh sống. Vậy nên câu đầu tiên các bạn hãy trả lời ngay đó là mình đang sống ở đâu. Và với các cái địa danh tên riêng của Việt Nam mình chẳng hạn, thì các bạn hãy mở rộng thêm, làm rõ nghĩa thêm cho tên các địa danh này bằng cách sử dụng mệnh đề quan hệ như là which is để làm rõ nghĩa thêm nhé. Ngoài ra thì các bạn hãy giải thích thêm về cái đặc tính của thời tiết nơi mình đang sống nữa. Ví dụ nóng thì nó sẽ nóng như thế nào. Ở Việt Nam mình thì nó có một thời tiết nóng mà mình hay gọi bằng một từ, đó là nóng thiêu đốt, đúng không? Nóng như lửa đốt. Và đó sẽ là cụm scorching hot. Scorching hot. Và ngoài ra thì nó còn ẩm nữa. Ẩm thì mình sẽ có từ là humid. Humid. Ok. Rồi, sau đó thì các bạn hãy đưa ra thêm một dẫn chứng đi. Chúng ta hãy có một dẫn chứng về nhiệt độ. Và khi muốn nói tới nhiệt độ bao nhiêu thì thường ở Việt Nam mình dùng độ C mà, đúng không? Thì chúng ta sẽ có một cụm đó là degree Celsius. Ví dụ chúng ta thường nóng đến mức là ở Việt Nam mình sẽ có trên 40 độ C luôn, đúng không? Thì mình sẽ có là over 40 degree Celsius. Rồi, nóng xong rồi thì nếu còn thời gian hoặc là nếu muốn thì các bạn có thể nói thêm một chút về lúc thời tiết lạnh thì nó sẽ như thế nào nữa. Và khi lạnh thì chúng ta sẽ có một từ đó là từ lạnh tê buốt, đó là từ frigid. Frigid. Ok. Ok. Rồi, và hãy cùng xem là mình sẽ có một sample như thế nào nhé. What is the weather like where you live? Well, as you can probably tell, I'm currently residing in Vietnam, which is a tropical country. When it comes to the weather here, for the most part, it's kind of scorching hot and humid year-round. I mean, there have been reports about the heat waves of over 40 degrees Celsius in Hanoi in recent years during summer. In winter, it used to be frigid, but now it's more pleasant and bearable, and I guess it's due to the global warming. Does the weather affect what you do? Absolutely. I mean, when the weather is unfavorable, like when it's too sunny, I tend to procrastinate my plans until late afternoon, like after 5 or 6 p.m. because that is when the temperature lowers a bit. On the other hand, when it rains heavily for too long, I'm kind of reluctant to drive, so I think I would just get a Grab to get around. Và câu hỏi cuối cùng, câu hỏi số 3, What is your favorite season? Với câu hỏi này thì theo kinh nghiệm của mình, các bạn nên trả lời ngay lập tức đó là mùa gì. Sau đó các bạn hãy miêu tả một chút về 3 mùa còn lại để tạo một sự tương phản với cái mùa mà bạn thích. Vì nếu mà các bạn chỉ tập trung tả vào đúng một cái mùa trọng tâm mà bạn thích thôi thì các bạn sẽ không có đủ vocab cũng như là ý tưởng để có thể kéo dài câu trả lời hơn. Thế nên là hãy cùng xem mình sẽ đưa ý tưởng vừa rồi vào phần sample như thế nào nhé. Well, I gotta say it's definitely autumn. I mean, Hanoi possesses 4 distinct seasons in a year. And in summery months, it's usually sweltering and stuffy. And I'm sure you can't make it through summer without an air conditioner. And to me, winter is too cold and it rains a lot in spring. So hands down, autumn is my go-to season. It's a mild and pleasant transitional season with cool breezes. And the color changing of the leaves on the streets is so adorable. I'm always completely in awe when autumn comes every year. Yay! Vừa rồi là những cách trả lời và ví dụ của mình cho phần thi IELTS Speaking Part 1 về chủ đề weather. Mong rằng những gì mình vừa đưa ra cho các bạn sẽ phần nào giúp ích được cho mọi người trong công cuộc chinh phục phần thi này. And if you want to see more IELTS materials, please check this link out. And once again, I'm Hoàng My from the IELTS Workshop. And if you like this kind of video, like, subscribe to our channel, and I'll see you guys later. Bye!